Xin chào, anh Dừa hôm nay đang chơi bi-a thì bất ngờ tai nạn ập đến. Em gái trong lúc nóng giận vì chia tay với bạn trai đã vô tình ném bóng trúng vô anh Dừa. Nhưng em gái cho rằng mình không dùng nhiều sức, đến nỗi anh Dừa phải tỏ ra đau đớn như vậy. Nhưng sau khi nghe anh Dừa nói và suy nghĩ lại, thì để xin lỗi anh Dừa, em gái quyết định rủ anh Dừa chơi một ván bi-a. Ngay pha xử lý đầu tiên, anh Dừa đã đánh lỗi. Sau khi bị em gái chê pha đánh đơn giản này mà cũng không làm được, anh Dừa bèn giải thích là em gái vừa thất tình nên nhường thôi. Vậy là em gái liền xét kèo, ai thua thì sẽ phải ăn hết hai trái chanh này. Anh Dừa thấy vậy liền ngoặc tay đồng ý. Một tình huống cu lê tốt của em gái đưa bi 7 vô lỗ. Thêm bi số 4. Rồi bi 6 được em gái đưa vô lỗ nhẹ nhàng. Tiếp theo, em gái quyết định làm pha nhảy bi, khiến anh Dừa vô cùng bất ngờ.